Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, không yểm họa không muốn, hỏi đáp không loạn tướng, chướng hy kỳ vô nhân, chê toàn nhiễm đồng sau. Có hai loại người tín mà không được xưng khen là sở tác của người tín. Những gì là hai? Một, người tại gia tín, tức là tin có niết bàn và tất cả hành là tánh vô thường, nhưng ở nơi các hành không thấy quá họa, không trụ chán lìa, không biết ra khỏi xa lìa mà lại thọ dụng. Hai, người xả ly pháp gia đình hướng đến pháp công nhà, có tịnh tín. Người kia đối với niết bàn không thể an trụ, vui muốn mãnh lợi, không dụng muốn đây làm chỗ nương, để thường xuyên tu tập thiện pháp, ở trong hiện pháp không bát niết bàn. Trái với tướng đây nên biết được xương phèn là người có sở tác tín. Lại nữa, ở trong nội pháp lừa có hai loại người đầy đủ thông minh. Nếu lúc có người tịnh tín hoặc các ngoại đạo đến thỉnh hỏi, năng trả lời không loạn, tức là nương trùng đạo. Hoặc khi có người ở trong các hành hỏi sai sanh diệt, thì không thêm hữu tình, giảm không giảm sự thật, chỉ không loạn mà đáp, tức ở nơi các hành an lập sanh diệt. Nếu lập hữu tình có sanh có diệt, đây gọi là biên thứ nhất, tức là biên tăng ích. Nếu lập sanh diệt đều không chỗ có, đây là biên thứ hai, tức là biên tột giảm. Chỉ ở nơi các hành an lập sanh diệt, đây gọi là trung đạo, xa lìa hai biên. Cho nên nếu người năng trả lời như vậy là khéo trả lời, là chỗ Như Lai khen ngợi. Hoặc lại có người hỏi, nhân duyên nào nên ở chỗ Sa Môn, Kiều Đắc Ma mà tu tập phạm hạnh? Nếu được hỏi đây nên đáp như trước, tức xa lìa hai biên tăng ích và tột giảm, nhưng trung đạo mà đáp, gọi là trả lời không loạn. Nếu cho là hữu tình tu tập nhiễm tịnh, đây là biên thứ nhất, gọi là biên tăng ích. Nếu cho là tất cả đều không tu tập, đây là biên thứ hai, tức là biên tổn giảm. Nếu đáp vì chán lìa các hạnh diệt dục mà tu tập, đây gọi là trung đạo xa lìa hai biên. Cho nên trả lời đây gọi là trả lời không loạn, gọi là khéo trả lời, là chỗ chư Phật khen ngợi. Lại nữa, pháp có hai chủng, hữu vi và vô vi. Trong đây hữu vi là tánh vô thường, và tánh hữu vi thì thiết khá được. Một, tánh sanh; hai, tánh diệt; ba, tánh trụ dị. Và tưởng như vậy nương hai hành lưu chuyển an lập. Một, nương thân sanh chuyển chuyển lưu chuyển; hai, nương sát na chuyển chuyển lưu chuyển. Nương lưu chuyển ban đầu ở trong chúng hữu tỉnh đồng phận kia, trước sanh ra gọi là sanh, sau chết đi gọi là diệt. Ở trong khoảng giữa, từ vị anh nhi thiếu niên cho đến thọ mạng còn tồn tại gọi là trụ. Các vị về sau chuyển biến sai biệt gọi là tánh trụ dị. Nương lưu chuyển thứ hai, nương các hành kia sát na mới sanh khởi gọi là sanh, sát na sanh rồi, sau không trụ gọi là diệt. Vì chỉ có sát na đang sanh được trụ mới gọi là trụ. Tánh dị có hai. Một, tánh dị của tánh dị là các hành tương tợ, tương tục mà chuyển. Hai, tánh dị chuyển biến là các hành không tương tợ, tương tục mà chuyển. Chẳng phải tánh dị đầy lễ tướng trụ, ngoài riêng có thể khả đắc, cho nên hai chủng nhiếp trùng là một, thi thiết một tướng. Trái với tướng trên nên biết là ba tướng vô vi thường trụ. Lại nữa, nên biết tu tập từ lường niết bàn được có ba chướng ngại. Một, nhưng sự nghiệp tài bảo sung túc rộng lớn mà hành nhiều phóng dật. Hai, không được thiện trí thức phương tiện hiểu dụ. Ba, chưa được nghe chánh pháp, chưa đắc chánh pháp, bỗng gặp phải duyên chết nên phi thời mà chết. Trái với tướng đây nên biết không chướng ngại cũng có ba chủng. Lại các bậc thánh lúc sắp lâm chung lừa có hai chủng tướng của thánh, đó là khi lâm chung các căn đứng tịnh mong Phật xả ký, do ba chủng tướng Phật vì tất cả các bậc thánh đã qua đời mà ký biệt. Chủng chủng tánh thánh tánh đã qua đời, đây chỉ ký dành cho vật loại. Lại, ta đã rõ biết pháp và tùy pháp, nói pháp tức chánh kiến làm hành dẫn đầu thánh đạo. Nói tùy pháp tức đã lắng nghe pháp từ âm của người, nương pháp đầy như lý tác ý. Lại, ta chưa từng não loạn chánh pháp, lấy đầy làm chỗ nương. Đó là nghĩa Như Lai vì muốn thông báo cho biết, và vì nghĩa đây mà có đối tượng tuyên thuyết cho đến vị khiến các lậu vĩnh viễn tận. Những vị kia do đây nên đã được lậu tận. Lại nữa, chư Phật Như Lai có hai chủng pháp rất hy hữu kỳ lạ. Một, người chưa tín khiến tín, người đã tín khiến tăng trưởng nhanh chóng, khiến được ngộ nhập thánh giáo. Hai, tướng đại sư hoặc tướng giáo pháp hoặc đã chứng đắc tướng đắc bậc nhất, khắp ở mười phương tiếng khen thiện lành mỹ diệu, tán thán ca ngợi rộng lớn, không đâu không trải khắp. Tướng đại sư đó là Bạc Giả Phạm,
là chân thật Như Lai ứng chánh đẳng giác cho đến Thế Tôn, rộng giải thích nhiều phần nhiếp dị môn. Tướng giáo pháp là thuyết chánh pháp trước, giữa, sau đều thiện, cho đến nói rộng nhiều phần nhiếp dị môn. Chứng đắc tướng đắc bậc nhất, tức là ở tất cả đời này đời khác tự nhiên thông đạt, hiện đẳng chánh giác cho đến rộng thuyết. Trong đầy dục giới gọi là đời này, sắc giới và vô sắc giới gọi là đời khác. Hai thời hiện tại quá khứ riêng khác, cho nên gọi là sai biệt thứ hai. Vì không thấy nên gọi là tự nhiên, vì hiện giờ đắc sáu chủng thông tuệ nên gọi là tác chứng. Ở trong các hữu tình là tối bậc nhất nên gọi là viên mãn. Vì tánh bậc nhất đây tự nhiên biết, chỉ dạy cho người gọi là khai thị. Lại năng trừ khiển luận thuyết không nhân và luận ác nhân, nhiễm thọ tất cả luận thuyết chánh nhân. Vì cớ sao luận thuyết không nhân và luận thuyết ác nhân khiến chẳng đến đường thiện người trời và lạc giải thoát, chẳng phải là chỗ những tháng dài của các bậc thông tuệ. Hà huống thú nhập những điều khác, luận thuyết chánh nhân nên biết trái với tướng kia. Lại nữa, do hai chủng tướng của luận không nhân ở trong các hành kế chấp không nhân chuyển, tức là ở nơi các hành, vì không biết rõ nhân duyên sanh khởi, nhân duyên diệt tận. Ở trong hai sự do đây sanh nên các hành kia sanh, do đây diệt nên các hành kia diệt, không thể chứng đắc. Lại không thể chứng đắc tánh tướng các hành khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, có quyết chắc là có, không quyết chắc là không, không chẳng thể sanh, có chẳng thể diệt. Tức kẻ luận đầy ở trong ba vị như trên hiện khả chứng đắc. Các hành sanh diệt, tất cả thế gian cùng biết được, và chỗ hiểu biết hiện lượng thô thiển, phát sanh hủy báng trái nghịch. Vì cớ sao? Kẻ kia hiện thấy hoặc nhà sát đến lại, hoặc nhà bà la môn, hoặc nhà phệ xá, chỗ có nhân duyên nam nữ hòa hợp. Trải qua thời gian, hoặc quá 8 tháng, hoặc 9 tháng sanh ra hoặc nam hoặc nữ, đã sanh rồi, hoặc có một loại ngày lúc ấy thọ tận chết yểu, hoặc có một loại thọ trụ tồn tại mạng sống, đánh thọ vị hoặc khổ hoặc vui, hoặc không phải khổ vui sai khác. Tâm tâm pháp đều chuyển biến mới mới, chẳng phải cũ cũ. Lại nữa, được có hai chủng khen mình trên người là chỉ dùng lời nói phải đề cao pháp đàng hành. Nếu chỉ dùng lời nói mà sức khen mình hủy trên người kia, do ở nơi phi pháp thiện sĩ trói buộc quấy nhiễu nơi tâm, đây gọi là tự mình hủy chê, chẳng phải thắng hiền thiện. Nếu do đề cao pháp đang hành, tuy không khen chê mà thật sự là khen mình chê người, lại chưa Như Lai tuyên thuyết chánh pháp, nhanh chóng năng hoại diệt hai chủng vô trí. Đó là vô trí sanh khởi do nghệ pháp bất chánh phát khởi tin sâu, tập quen chứa nhóm bền chắc lâu dài, hoặc vô trí do tập quen chứa nhóm chưa lâu, lại do chẳng thể biết rõ đạo đi đến cõi thiện, cũng chẳng thể biết rõ đạo hiện pháp đi đến bát niết bàn. Lại nữa, nên biết 11 chủng tướng tổng nhiếp các hành lập là hành tụ. Nên biết nghĩa tụ ở đây là nghĩa uẩn. Lại do một hướng nhiều duyên tạp nhiễm được tăng thượng nên kiến lập thủ uẩn, nên biết thủ uẩn chỉ là hữu lậu. Lại do hai nhân duyên tạp nhiễm thanh tịnh được tăng thượng kiến lập uẩn chung, nên biết uẩn đây thông cả lậu và vô lậu. Lại do ba tướng ở trong các hành sanh khởi phiền não, đó là do sở y, do sở duyên và do trợ bạn. Lại nữa, Út Đà Nam nói, thiểu dục tự tánh thầy ký ba tợ chánh pháp ở xứ Nghi Si, chẳng ký biến hoại đại sư ký ba mãn kiến ngoại tướng ngu thầy. Do ba chủng tướng tâm Như Lai nhập trong trụ thiểu dục, một do bấy giờ việc giáo hóa đã rốt ráo vì muốn an trụ hiện pháp lạc trú, hai do đệ tử sanh sâu nhàm chán xem nhẹ đối với môn chánh hạnh, ba vì muốn giáo hóa hữu tình thường vui gây tạo nhiều sự nhiều nghiệp. Lại tất cả nhân duyên Như Lai nhập vào trụ thiền tịch tĩnh như trước đã thuyết, nên biết trong đây cũng lại như vậy. Lại nữa, các hữu tình được giáo hóa lược có ba chủng tánh được điều phục: một, tánh phóng dật ngu si; hai, tánh tâm rất hạ liệt; ba, tánh năng tu chánh hạnh. Lại nữa, đối với bốn xứ có bốn chủng tướng sanh trụ cung kính sẽ nhanh chóng chứng vô thượng: một, đối với pháp liên đắc sanh vui muốn mãnh lợi; hai, đối với phương tiện đắc là tùy pháp hành pháp sanh quý thích mãnh lợi; ba, đối với đại sư sanh quý kính mãnh lợi; bốn, đối với pháp sở thuyết sanh tịnh tín mãnh lợi. Lại nữa, có ba chủng vô thượng: một, diệu trí vô thượng là tận trí vô sanh trí, là vô học chánh kiến trí; hai, chánh hạnh vô thượng là vui nhanh chóng thông hạnh; ba, giải thoát vô thượng bất động tâm giải thoát. Trong đây nói chung đại trí hiện pháp lạc trú, diệu trí, chánh hạnh, giải thoát của bậc hữu học không được gọi là vô thượng, vì vẫn còn có điều vượt hơn. Nên biết tất cả hạnh A-la-hán đều được gọi là vui, nhanh chóng thông hạnh,
vì tất cả thô trọng vĩnh viễn diệt, tất cả việc làm đã xong. Lại nữa, nay nương bổn đề phần để tư trạch các hành, ở trong hai thời do bốn chủng tướng như thật biết khắp hữu thân kiến, tức ở hai thời đây không gián đoạn sẽ chứng đắc các lậu vĩnh viễn tận. Sao gọi là hai thời? Một ở dị sanh địa, hai ở kiến địa. Sao gọi là do bốn chủng tướng? Một do tự tánh, hai do nơi trốn, ba do đẳng khởi, bốn do quả. Do tự tánh là tự tánh các hành hữu thân kiến và năm chủng hành, kẻ kia kế chấp cho là ngã và ngã sở. Do nơi trốn là cảnh sở duyên. Do đẳng khởi, kiến thủ nhiếp lấy vô minh xúc sanh thọ, thọ làm duyên sanh ái. Đây lại có năm thứ lớp duyên khởi, tức là chủng chủng tánh giới làm duyên sanh chủng chủng tánh xúc, chủng chủng tánh xúc làm duyên sanh chủng chủng tánh thọ, chủng chủng tánh thọ làm duyên sanh chủng chủng tánh ái, chủng chủng tánh ái làm duyên sanh chủng chủng tánh thủ. Phàm là duyên sanh, thể tất vô thường. Do quả, tức là ba thời hữu thân kiến đang làm chướng ngại. Một, thời nương vô ngã đế sát pháp nhẫn. Hai, thời hiện quán. Ba, thời đắc a la hán. Trong đây thời thứ nhất do lực của tùy miên hữu thân kiến tăng thượng nên có nghi có hoặc. Do nhiều tu tập quán đế sát pháp nhẫn làm nhân duyên, tuy ở nơi nghi hoặc ít dụng công năng trừ khiển, nhưng trong việc tu tập hiện quán đế do ý lạc nên hãi sợ đối với niết bàn, vì cho là ngã sẽ không có. Cũng tức do lực tùy miên hữu thân kiến đây tăng thượng, ở trong các hành khởi tà phân biệt, cho là ngã sẽ đoạn, sẽ hoại, sẽ không, bèn đối với niết bàn phát sanh đoạn kiến và vô hữu kiến. Do nhân duyên đầy đối với bát niết bàn tâm trở lại thối thất, không thể vui thú nhập. Vào lúc khác, tùy người kia từ lỗi lầm đầy tịnh tu nơi tâm, lại ở nơi thành đế đã đắc hiện quán, nhưng cho là ta năng chứng đế hiện quán đế. Có việc đây cũng do tùy miên nên ở nơi mạng mà chưa thể xa lìa. Lại ở thời gian khác, do lạc niệm nên quán ngã khởi mạn, nhân đây bị chuyển theo màn chuyển sai biệt. Cho ta là hơn hoặc bằng hoặc kém ở trong hai vị trước do lực tùy miên năng làm chướng ngại, ở vị thứ ba do lực tập khí năng làm chướng ngại, lại do ba duyên các hành sanh trưởng. Một, do lực của nghiệp phiền não sẵn có đời trước. Hai, do lực nguyện. Ba, do lực của các nhân duyên hiện tại. Ở dị sanh địa năng biết khắp, nên ở trong kiến địa không gián đoạn năng đắc vĩnh viễn tận các lậu kiến đạo sở đoạn. Vì ở trong kiến địa năng biết khắp nên kế đến đoạn kiết xót thừa đắc A-la-hán, không gián đoạn chứng đắc các lậu vĩnh viễn tận. Lại nữa, do năm chủng tướng ở trong các hành như lý hỏi đáp, những gì là năm? Một, tự tánh, tức là tự tánh năm chủng sắc. Hai, căn bản lưu truyền hoàn diệt, tức là dục. Do dục thiện pháp cho đến năng đắc các lậu vĩnh viễn tận, cho nên dục đây gọi là căn bản hoàn diệt. Hoặc cũng do dục, nguyện ta sẽ được sanh trong loài người cho đến sẽ sanh trong chúng đồng phận với Phạm Thiên. Do tâm dục đây nên thân cận tu tập, nhiều tu tập cho đến được sanh nơi kia, cho nên dục đây gọi là căn bản lưu truyền. Ba, hoàn diệt. Vì trong các hành chỉ có tham thủ được đoạn diệt, nếu các hành chính là tánh thủ thì lẽ chẳng thể diệt, vì A-la-hán vẫn còn có các hành hiện khả đắc. Nếu có các hành khác với tánh thủ, tức là vô vi, vì vô vi nên thường cũng không thể diệt. Cho nên tánh thủ chỉ là một phần nhiếp thuộc các hành, tức một phần đây đã được đoạn diệt sẽ rốt ráo không hành nên có thể hoàn diệt. 4. Lưu truyền có ba chủng. Một, vì nhân hậu hữu như có người nguyện lạc vào đời tương lai nên tạo tác các nghiệp, người kia khởi nghĩ này, tôi nguyện đời sau sẽ thành tựu hành đây. Do nhân duyên này năng dẫn nhân sanh khởi các hành hậu hữu, không dẫn hiện tại, vì ở hiện tại không năng dẫn nên thi thiết các hành chỉ có hai chủng. Hai, vì phẩm loại riêng, tức là 11 chủng phẩm loại các hành nên biết như trước. Ba, vì nhân hiện tại, tức là nhân bốn đại chủng sở tạo sắc pháp sở hữu của tâm như thọ, lấy xúc làm duyên, như các thức lấy danh sắc làm duyên. Năm, phương tiện lưu chuyển hoàn diệt. Phương tiện lưu chuyển tức vì hữu thận kiến làm chỗ nương, ở trong các hành phát sanh ngã mạ cùng các vị ái, ngã, ngã sở kiến. Phương tiện hoàn diệt ở nơi các hành xa lìa lỗi lầm ngã mạn và kiến, kể cả xa lìa kia không ngã ngã sở. Lại phương tiện lưu chuyển là phẩm vô minh ái, tùy chỗ thích hợp nên biết tướng kia, phương tiện hoàn diệt tức là đối trị kia. Lại do hai duyên mà các đệ tử thanh văn không thông tuệ, trái vượt lời dạy của đại sư, đọa trong ác kiến hoặc khỏi nói bàn. Những gì là hai duyên? Một,
Ngu Thế Tục Đế, hai Ngu Thắng Nghĩa Đế. Do ngu đây nên một hướng trái vượt Lý Thế Tục Đế, một hướng trái vượt Lý Thắng Nghĩa Đế, và ở nơi các hành lưu chuyển không trần tránh tư duy. Lại nữa, ở ba chủng xứ chỉ các thánh giả tùy theo sở lạc mà năng như thật ký, chẳng phải các dị sanh, trừ khi từ người mà được nghe. Ở trong các hành ngã kiến, ngã sở kiến, ngã chẳng phải như thật, nếu lấy như vậy làm chỗ nương mà có ngã mạn chuyển, thì tuy đã đoạn kia mà ngã mạn đây tất cả chưa đoạn, nếu không khỏi kia làm chỗ nương, ngã mạn không được đoạn trừ, hiện hành như cũ. Nên biết hai chủng ngã mạn, một ở trong các hành chấp trước hiện hành, hai do lạc niệm bất chợt hiện hành. Trong chấp trước hiện hành ngã mạn đây, bậc thánh đã đoạn nên không hiện hành trở lại. Ngã mạn thứ hai là do tùy miên hữu thân kiến, tuy đã điều phục vĩnh viễn đoạn trừ, mà ở nơi thánh đạo chưa khéo tu nên vẫn còn khởi hiện hành hữu thân kiến. Nhưng chỉ có tập khí thường chuyển đuổi theo vào lúc lạc niệm, năng của ngã mạn làm chỗ nương khiến tạm hiện hành, cho nên mạn đây cũng gọi là chưa đoạn, cũng được hiện hành. Lại các bậc thánh nếu ở nơi các hành tư duy tự tướng, còn khiến ngã mạn không hiện hành trở lại, hào hướng quán cộng tướng. Nếu người ở nơi giả pháp tác ý tư duy trụ chánh niệm, cũng khiến ngã mạn không được hiện hành. Nếu người ở nơi giả pháp tác ý tư duy mà không trụ chánh niệm, bây giờ ngã mạn chỉ tạm hiện hành. Nếu các dị sanh tùy ở nơi các hành tư duy cộng tướng, hãy còn ngã mạn loạn tâm tương tục, huống trụ ở vị khác, lại tương tục trong vị thánh, tùy miên và triển của hữu thân kiến đều đã đoạn tận, ở trong vị học tập khí của thân kiến đuổi theo chưa thể đoạn hẳn, hoặc các tùy miên và triển của ngã mạn đều chưa năng đoạn. Nếu kế chấp ngã dục nên biết, tức là nhiếp thuộc triển ngã mạn. Vì cớ sao? Do lạc chánh niệm nên ở nơi dục, ở nơi định có các ái vị nổi trôi xoay vần, đường mùa dục đầy các triền ngã mạn lớp lớp hiện khởi, nói chưa đoạn do tùy miên, nói chưa biết khắp do triền kia, bởi lúc bấy giờ bị lạc mất niệm, nói chưa diệt, tuy ở triền đây tạm được xa lìa mà thoạt hiện hành trở lại, nói chưa nhổ bỏ do tùy miên kia chưa vĩnh viễn đoạn trừ. Lại nữa, đồng phạm hạnh đối với đồng phạm hạnh khác có hai chủng vấn an thăm hỏi: một, hỏi bệnh khổ; hai, hỏi an vui. Hỏi về bệnh khổ, bệnh tật nhẫn chịu được chăng, tức là hỏi hơi thở không trệ ư, hoặc hỏi rằng có nhẫn chịu được chăng, tức là hỏi thọ khổ không tăng chứ, có gián đoạn chứ, không bị bức bách khó chịu chứ, không vượt quá sự chịu đựng chứ, thân không bị bức bách chứ, nếu bị bức bách thì đã tiêu trừ chưa. Hỏi về an vui, ít bệnh chăng, tức ở đây hỏi chẳng bị bệnh quấy nhiễu chứ, hoặc hỏi ít quấy nhiễu chăng, tức ở đây hỏi không bị các tai hoạn bên ngoài xâm bức chứ, hoặc hỏi thức dậy nghỉ ngơi đại tiểu tiện thuận lợi chăng, tức ở đây hỏi đêm ngủ được tốt lành chứ, ăn uống dễ tiêu hóa chứ, hoặc hỏi có được hoan hỷ an vui chăng, tức ở đây hỏi đi đứng không gặp khó khăn chứ. Hay thảy loại ngôn từ sai biệt như vậy, như ở thành phần địa trong phần ăn uống biết lượng đã giải thích. Nên biết hỏi đây ở trong bốn vị: một, phần bức não bên trong; hai, phần bức não bên ngoài; ba, phần trụ ở ban đêm; bốn, phần trụ ở ban ngày. Lại nữa, nếu có người nói bậc A-la-hán ở hiện pháp, đối với thức ăn của cải, việc làm, uẩn giới xứ, hoặc thuận hoặc không thuận, chẳng như thật biết, nói A-la-hán không thuận là không như lý, hư vọng phân biệt chẳng phải A-la-hán không thuận hiện pháp. Vì cớ sao? Vì kiện đối với thức ăn của cải, công việc, uẩn giới xứ hiện có thể thấy được. Do nhân duyên đây, các A-la-hán ở đây diệt rồi về sau, không thuận các hành, không rõ biết chấp trước. Cho nên khi Thế Tôn nói bậc A-la-hán là không thuận, quyết định là mật ngữ. Nên biết, người nói đây là kiến tường tợ chánh pháp do thế lực của hai chủ nghĩa làm duyên. Các đồng phạm hạnh hoặc đại thanh văn vì muốn đoạn diệt chỗ phát sanh kiến tường tợ chánh pháp như vậy, phải thật khéo léo, không để người kia hoặc tự thuyết hoặc chỉ dạy cho người do nhân duyên đây đã ở cõi cực thấp, hoặc do lòng cung kính thánh giáo Như Lai, chớ để nguyên nhân kiến tọa chánh pháp như vậy khiến thánh giáo Phật nhanh chóng ẩn diệt. Lại có hai nhân năng sanh kiến tương tọa chánh pháp như vậy: một, bên trong chưa thể vĩnh viễn đoạn hữu thân kiến; hai, nương đầy hư vọng kế chấp sĩ phu lưu chuyển hoàn diệt. Vì đoạn hai chủng nhân như vậy nên thuyết hai chánh pháp lấy làm đối trị, đó là ở trong các hành thứ lớp tiến thuyết vô thường vô ngã, và ở trong bốn chuyển thúc đẩy mong cầu đi chuyển hoàn diệt sĩ phụ đều bất khả đắc, đó là nương hữu vi hoặc nương vô vi,
thì ngã thành Văn Độc Giác Phật Thế Tôn thuyết gọi là Như Lai. Nên biết ngã đầy bởi hai chủng giả lập, trong hữu dư y giả lập hữu vi, trong vô dư y giả lập vô vi. Nếu được thắng nghĩa thì chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, cũng chẳng phải vô vi, chẳng phải hữu vi. Do thuyết giáo pháp trần tránh như vậy, lúc phát sanh giác ngộ nơi sáu chủng tướng, nên biết như vậy vĩnh viễn đoạn kiến tương tạo chánh pháp, đó là A-la-hán ở nơi y nhiếp lấy pháp hoại diệt, giác ngộ vô thường. Trong hiện pháp ở nơi các khổ ký như lão, bệnh, giác ngộ là khổ. Ở nơi nhậm vận diệt, đoạn giới, đi giới cùng với diệt giới giác ngộ là diệt. Tịch tĩnh thanh lương cùng với vĩnh viễn chết. Nếu người đầy đủ tránh giác ngộ như A-la-hán mà tà tăng thượng mạng đồng hành với vọng tưởng còn chẳng thể có, hà hướng ở đây hí luận chấp trước diệt rồi về sau hoặc thuận hoặc không thuận. Nên biết chừa đoạn hữu thần kiến có hai quá hoạn. Một, ở nơi năng hại các hành có khổ chấp ngã, ngã sở, do nhân duyên đầy năng chiêu cảm khổ lớn lưu chuyển trong sanh tử. Hai, ở trong hiện pháp năng chướng ngại mạng cần thánh tuệ vô thượng, thì như có người tự biết không đủ sức năng hại kẻ oán mình, vì sợ kia làm hại nên trước đem thân gần gũi nương tựa, dùng các việc hiện có như ý mà phụng sự kẻ kia. Khi kẻ oan gia kia đã xem như thân thuộc rồi mới liền hại mạng, ngô phù dị sanh cũng lại như vậy. Sợ hữu thân kiến giống như oan gia sẽ làm khổ hại, nên lừa khởi ái phược, dùng sự việc khả ý mà phụng sự. Hết thảy loại ngu phu dị sanh như vậy, đối với hữu thân kiến năng làm hại chỉ thấy là công đức mà không thấy lỗi lầm, lại ân cần thân cận nương tựa, đã gần gũi rồi vì không thể quay trở lại, cho nên gọi là tổn hại mạng càn thánh tuệ. Lại nữa, các ngoại đạo đối với nội pháp luật sanh hai điều nghi hoặc ngu si. Những gì là hai, Phật Thế Tôn chê bài hữu kiến và vô hữu kiến, mà đệ tử chết rồi sau lại ký một có sanh, ký một không sanh, lại thuyết thắng nghĩa, ngã thường trụ, hiện pháp đương lai đều bất khả đắc. Thế gian có ba loại thầy hiện có được: một, thầy luận thường; hai, thầy luận đoạn; ba, Như Lai. Kẻ có nghi si có hai chủng nhân, nên biết như kiến từng tạo chánh pháp, hai chủng giáo pháp năng đoạn nhân đây như trước đã thuyết. Do hai nhân duyên đối với sở thuyết pháp tánh vô ngã, các ngoại đạo kia khó ngộ nhập, khó rõ biết, tức là khó rõ biết tự tánh đây. Tùy tướng mạo đây dễ có thể rõ biết, nhưng vì không đúng như tướng mạo ấy, nên biết trong đây nghĩa không hư dối, nghĩa tự mình chứng đắc là nghĩa bất cộng, nên tự tánh kia khó thể ngộ nhập. Tôi tự tánh đây thể là thẳm sâu, giống như hiện thẳm sâu, cho nên gọi là nghĩa không hư dối. Lại tự tánh đây bên trong khó thấy, từ ngôn âm người cũng khó hiểu rõ, cho nên gọi là nghĩa tự mình chứng đắc. Lại tự tánh đây chẳng phải chỗ tầm tư của những kẻ tầm tư, chẳng phải cảnh giới sở hành của kẻ so sánh suy lược, cho nên gọi là nghĩa bất cộng. Lại pháp đây ví diệu sâu xa, bậc trí thông minh tự bên trong chứng đắc, nên gọi là khó rõ biết. Những điều khác đây nên biết đã thuyết như trước trong phần nhiếp dị môn. Do hai chủng tướng tất cả Như Lai sở thuyết nghĩa trí đều nên rõ biết. Những gì là hai? Một, giáo trí; hai, chứng trí. Giáo trí là tuệ của các dị sanh do văn từ tù mà thành tựu. Chứng trí là tuệ của bậc học vô học và sau sở đắc các tuệ thế gian. Trong đấy những kẻ dị sanh chẳng phải ở nơi tất cả nghĩa Phật sở thuyết đều có thể rõ biết, cũng chẳng phải ở nơi mạng mà nhận biết là mạng cũng chưa thể đoạn trừ. Nếu bậc hữu học ở trong tất cả nghĩa ngã kiến đều không rõ biết, dù năng ở nơi mạng nhận rõ là mạng mà chưa năng đoạn, nếu bậc vô học năng làm được tất cả. Lại nữa, chư Phật Như Lai ở nơi Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế đều như thật biết, đối với hai đạo lý kia chánh quán là không ký biệt. Nếu có người ký biệt tức đang dẫn vô nghĩa, cho nên không ký biệt cũng không chấp trước, đó là ở nơi diệt rồi, về sau hoặc có hoặc không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không. Nếu Như Lai với trí kiến dẫn đầu như vậy mà không ký, thì nếu có kẻ kia nên biết kẻ đầy vô trí tự hiển kiến hư vọng đồng hành với tánh vô trí. Lại nữa, nên biết lược có hai chủng biến hoại: một, các hành giả suy biến hoại, như có người 120 tuổi hình hài suy yếu, do nhân duyên đây gọi là thân giả bệnh. Hai, tâm yếu biến hoại, do nhân duyên đây gọi là tâm giả bệnh. Biến hoại thứ nhất hoặc ngu hoặc trí đều đạt trong ấy, không được tùy theo ý muốn. Biến hoại thứ hai thì các bậc trí ở trong ấy năng tùy chỗ muốn mà được tự tại, các kẻ ngu thì chẳng vậy. Lại các ngu phu nếu thân giả bệnh, tất nơi tâm cũng chuyển theo giả bệnh.
Bậc có trí tuy thân giả bệnh mà tâm tự tại chẳng chuyển theo giả bệnh. Đây gọi là sự sai biệt giữa ngu và trí. Lại nữa, khéo nắm giữ pháp là do văn và tư. Khéo tư duy là do tuệ tu. Khéo hiển rõ là tánh như sở hữu. Khéo thông đạt là tánh tận sở hữu. Do hai chủ tướng các thánh đệ tử năng chân chánh thỉnh hỏi, đại sư khéo đáp, tức là luận biết khắp đoạn đối với các thủ. Những gì là hai? Một, luận biết khắp đoạn đối với các thủ như vậy. Hai, luận biết khắp đoạn vì các thủ như vậy. Nên biết trong đây chỉ có chừng Như Lai thì thiết luận biết khắp đoạn ở tất cả hành. Lại các thủ đây, nếu chưa đoạn diệt, theo đó quán kia có ba chủng quá hoạn. Nếu đã đoạn diệt, theo đó quán kia có ba chủng công đức. Một, ở trong các hành mà phát sanh các thủ, nếu hành biến hoại liền sanh sầu, đây gọi là quá hoạn thứ nhất. Như vậy biết được họa hoạn của các hành biến hoại gây ra. Hai, ở trong các hành phát sanh các thủ vì được, chưa được các hành khả ý. Vào lúc truy cầu rộng hành không phải một, mà nhiều vô số chủng chủng bất thiện sai biệt. Do hành bất thiện để truy cầu nên phát khởi bốn chủng khổ. Một, phát khởi do sắc hiện tiền gần đạt được. Hai, phát khởi do đàng hiện tiền hiện tại đạt được. Ba, phát khởi do người bức bách tăng thượng. Bốn, phát khởi do tự bị tạp nhiễm tăng thượng, nên biết đây gọi là quá hoạn thứ hai. Ba, do pháp ác bất thiện như vậy tập ái làm nhân, sau khi thân hoại đi vào các đường ác, nên biết đây gọi là quá hoạn thứ ba. Trái với tướng đây ở nơi các thủ đoạn trừ, theo đó quán ba chủng công đức thắng lợi nên biết như trước. Lại nữa, nên biết được có ba bậc thánh viên mãn, ba kiến năng vượt ba khổ. Sao gọi là ba bậc thánh? Một, bậc đầy đủ chánh kiến, tức là ở nơi pháp nhẫn vô ngã không điền đảo, trụ vị dị sanh. Hai, bậc đã kiến thánh đế, đã năng thú nhập chánh tánh ly sanh, đã nhập hiện quán, đã đắc đến quả trụ vị hữu học. Ba, bậc đã đắc tối hậu cứu cánh bậc nhất quả A-la-hán trụ vị vô học. Sao gọi là viên mãn ba kiến? Thánh giả thứ nhất viên mãn kiến thuận theo hữu lậu phù lậu. Thánh giả thứ hai viên mãn kiến chưa thiện tịnh vô lậu. Thánh giả thứ ba viên mãn kiến thiện thành tịnh vô lậu. Ba viên mãn đây nương ba bậc thánh tùy theo thứ lớp như trước mà thuyết. Sao gọi là vượt khỏi ba chủng khổ? Viên mãn kiến ban đầu năng vượt ngã kiến trái tranh của ngoại đạo phát sanh các khổ. Viên mãn kiến thứ hai năng vượt tất cả các khổ đường ác. Viên mãn kiến thứ ba năng vượt tất cả các khổ hậu hữu. Trong đây sao gọi là ngã kiến trái tranh của các ngoại đạo phát sanh các khổ? Ngoại trừ chánh pháp tỉ nại ra đây, sở hữu chủng chủng dị đạo của thế gian khác đều lấy hữu thần kiến làm căn bản và sành tất cả các kiến thú điên đảo. Như vậy tất cả chủ quỳ đều tán thán ngã kiến. Đó là kẻ luận ngã thì tất cả kiến thú tương ứng luận ngã, hoặc kẻ luận tất cả thường, hoặc kẻ luận một phần thường, hoặc kẻ luận không nhân, hoặc kẻ luận có biên không biên, hoặc kẻ luận đoạn diệt, hoặc kẻ luận hiện pháp niết bàn thì tất cả kiến thú tương ứng luận kia, hoặc kẻ luận hữu tình thì tất cả kiến thú tương ứng luận kia, như các tà kiến bác bỏ cho là không, tất cả hữu tình hóa sanh phỉ báng đời khác. Hoặc kẻ luận mạng thì tất cả kiến thú tương ứng luận kia, như kế chấp mạng tức thân hoặc khác thân. Hoặc kẻ luận kiết tưởng thì tất cả kiến thú tương ứng luận kia, như xem ngày tháng toán số bói quẻ, trùng trùng tà luận kế chấp hư vọng, thông chú thuật cúng tế thờ lửa, được cảnh tốt đẹp năng sanh kiết tưởng, năng diệt trừ vô nghĩa. Lại xem tướng là kiết là hung, việc ấy lại thế nào? Đó là 20 cú hữu thần kiến làm chỗ nương, phát khởi 62 chủng các kiến thú ác, kế chấp hư vọng, tiền tế hậu tế và phát khởi phỉ báng trùng tất cả tà kiến. Trái chạy phát sanh các khổ thế nào? Đó là các kiến kia chuyển chuyển muốn chống đối lẫn nhau, dẫn đến tranh cãi luận bàn, phát khởi trùng trùng tâm yếu não khổ, ái thâm sâu ẩn kín khổ, hơn thua xoay vần khổ, chấp trước kiên cố khổ. Trong đây nếu bị người thắng liền sanh sầu não, đây gọi là khổ ban đầu. Nếu phương tiện lập luận hơn người, được tọa ý liền khiến phẩm kiến của mình chuyển thêm tăng thạnh, khiến phẩm kiến của người ẩn mất, tự cho là chỉ kiến của ta là tịnh, kiến của người khác thì chẳng phải. Chấp trước tà kiến khởi ái thêm thâm sâu ẩn kín, do nhân duyên đây phát sanh trùng trùng tâm tư bất chánh, cùng khởi trùng trùng ý không tịch tĩnh tổn hại nơi tâm, đây gọi là khổ thứ hai. Do lực ái thâm sâu ẩn kín tà kiến tăng thượng, sau khi so được với người tự cho là thắng cuộc hoặc bằng hoặc thua, nhân đây tự đề cao lăng miệt đối với người, đây gọi là hơn thua xoay vần, khổ thứ ba. Kia được đây nên truy cầu lợi dưỡng, tức bị sự xúc chạm của các khổ do việc truy cầu
phàm có lập luận đều là não loạn, hỏi vạn luận người, đề cao luận mình cũng vì tránh khỏi nạn vấn của người khác. Đây gọi là chấp trước kiên cố khổ thứ tư. Bốn chủng như vậy gọi là kiến trái tranh, phát sanh các khổ. Dị sanh của nội pháp an trụ thắng giải vô ngã phẩm thượng, nên biết đã hết đoạn các khổ như vậy. Vì cớ sao? Ở đường lai người kia do ý lạc, nên ở nơi các kiến thú ác như vậy, kham năng trừ bỏ. Cho nên an trụ viên mãn kiến thứ nhất, năng vượt khổ thứ nhất. Lại tương đương viên mãn kiến thứ nhất đây, gần gũi tu tập, rất nhiều tu tập, nơi nội các hành phát sanh pháp trí, nơi không hiện kiến phát sanh loại trí, nhiếp trung là một tụ, dùng không duyên tha trí mà nhập hiện quán, tức là dụng hành vô thường hoặc tùy theo một hành khác. Bây giờ vị kia năng chứng đắc viên mãn kiến thứ hai, cũng năng vượt khổ thứ hai. Người kia trụ đầy dụng pháp bảy giác phần như trước đã đắc mà gần gũi tu tập, rất nhiều tu tập, năng đoạn trừ bốn chủng nghiệp tạp nhiễm như trước đã thuyết, năng chứng đắc viên mãn kiến thứ ba, vượt khổ hậu hữu. Trong đây bậc thứ nhất vẫn còn hai khổ sót thừa và thân sở y khổ dư tàn hiện tại. Bậc thứ hai chỉ còn một khổ sót lại và thân sở y khổ. Bậc thứ ba đoạn tất cả khổ, chỉ tạm nương thân sở y khổ sót lại hiện tại thì như huyễn hóa. Lại nương phân biệt hữu thân kiến lập 20 cú chẳng nương cầu sanh. Bậc nội pháp thì không hành như vậy, nương biến xứ định, tức là địa là ngã, ngã tức là địa, cho đến nói rộng tất cả đều nên biết. Lại nữa, các ngoại đạo lược có 5 chủng tướng của ngu phu, do tướng kia nên đọa trong số ngu phu, đó là các ngoại đạo tánh thông tuệ hãy còn không thoát khỏi việc ôm lòng mạn thông huệ. Huống chẳng phải thông huệ, đây gọi là tướng ngu phu thứ nhất. Lại các ngoại đạo nhiều tham cầu lợi dưỡng cung kính, nên khen mình chê người, đây gọi là tướng ngu phu thứ hai. Lại các thánh giả vì ngoại đạo thuyết tránh pháp, tránh giáo, tránh giới, kẻ kia liền chống đối, mắng chửi, quỷ chê, đây gọi là tướng ngu phu thứ ba. Lại các ngoại đạo tự vui thích, thuyết trình luận tương tọa tránh pháp, lấy đây mà khai thị cho người, đây gọi là tướng ngu phu thứ tư. Lại các ngoại đạo tuy bị Như Lai, đệ tử Như Lai hạ phục, cũng tự biết pháp luật mà Như Lai sở thuyết là trần thiện thuyết, biết pháp luật của mình là ác thuyết hư vọng, nhưng do lực ngã mạn tăng thượng nên đều không tín thọ, cho đến không tu tập quan sát nhân duyên, đây gọi là tướng ngu phu thứ năm. Lại nữa, Như Lai thành tựu 6 phần được gọi là bậc luận sư tử vương không gián đoạn. Những gì là 6? Thứ nhất, Như Lai đến chỗ ngoại đạo để luận cho đến hỏi tất cả nghĩa. Phạm Như Lai có hưng khởi luận chẳng phải vì tranh luận, chỉ vì ai mẫn các hữu tình, khiến người chưa tín, khiến sanh tín, khiến người đã tín, càng thêm tăng trưởng. Lại khi Như Lai khởi luận, các căn tịch tĩnh, dùng sắc không thay đổi, cũng không hãi sợ, tập khí đuổi theo. Lại chọn không bị chư thiên, thế gian thắng phục. Tất cả thế gian, không người luận, lại năng qua một phiên, tức chỉ cần luận một phiên, đều năng bẻ gãy hàng phục. Lại các người thế gian thông tuệ nhất, bình tĩnh nhất, nếu lúc cùng Như Lai hưng khởi tranh luận, chỗ có biện tài thầy đều ấp úng, hãi sợ, tăng mạnh bức bách thân tâm, tất cả ngôn luận kiểu thuật hư trá thầy đều chẳng thể kiến lập trình bày. Lại tất cả đại chúng ngồi chung trong hội đều đối với Phật khởi tâm thù thắng hơn người, đối với ngoại đạo địch luận đều khởi tâm bị người thắng. Lại Phật Thế Tôn phát ngôn từ uy nghiêm đầy đủ, các kẻ luận già ngoại địch phát ngôn từ không uy nghiêm đầy đủ. Lại nữa, có hai chủng luận, những gì là hai? Một, luận có ngã, hai, luận vô ngã. Luận vô ngã có lực, luận có ngã không lực. Người luận có ngã thường bị người luận vô ngã điều phục, chỉ trừ người luận vô ngã lực suy yếu, hạ liệt. Một, luận có ngã thế nào? Như có người khởi nghĩ như vậy, lập luận như vậy. Ở nơi các hành sắc, kiến lập là ngã, cho là ngã có hành, hành là ngã sở. Ngã ở trong hành không trôi nổi, không tán loạn, trải khắp các chi phần, không chỗ nào chẳng đến. Cho nên tánh ngã của các hành sắc, nương các hành ruộng sanh phước phi phước, nhân đó mà lãnh thọ quả ái phi ái. Thế như nông phu nương ruộng tốt để gieo trồng cày cấy cùng với chung trùng loại giống tốt, đây gọi là luận ngã. Hai, luận vô ngã thế nào? Có hai chủng: A, phá luận ngã; B, lập vô ngã. A, phá luận ngã, nếu kế chấp thật ngã năng có tác dụng, thời phải được tự tại ở trong các nghiệp quả ái phi ái. Như vậy ngã đây hằng thời hân lạc, nhàm chán khổ, cho nên ngã đây chỉ nên sanh phước, không sanh phi phước. Lại tác dụng của ngã thường hiện tại tiền, nội ngoại các hành nếu khi đổi khác, lẽ chẳng phát sanh sầu ưu bi thán. Lại cho ngã là thường, dùng nhận biết làm tiền dẫn, phàm chỗ sanh khởi thường nên tùy chuyển, không có biến đổi,
nhưng điều này không thể có được. Tất cả như vậy gọi là phá luận có ngã. B. Lập luận vô ngã. Lấy tất cả hành từ các duyên sanh, nếu gặp phước duyên, phước liền sanh khởi. Trái với tướng đây năng sanh khởi phi phước, do đây làm duyên năng chiêu cảm tất cả quả ái phi ái. Do những các duyên nên đều là vô thường, suy ở nơi nhân quả nhiếp lấy các hành lưu chuyển như vậy mà giả lập ngã thảy. Nếu nương thắng nghĩa, tất cả các pháp đều vô ngã, như vậy gọi là lập luận vô ngã. Lại nữa, do năm chủng tướng mà hai bậc hữu học và vô học có sự sai khác, đó là chỗ thành tựu trí của bậc vô học gọi là vô thượng, chỗ thành tựu tất cả trí của bậc hữu học gọi là hữu thượng. Như trí vô thượng nên biết chánh hạnh và giải thoát vô thượng cũng vậy. Lại bậc vô học dùng các tuệ nhãn thiện thành tịnh của bậc thánh mà quán pháp thần Phật, hữu học chẳng vậy. Lại bậc vô học lấy hạnh thiện viên mãn không điền đảo mà phụng sự Như Lai, hữu học chẳng vậy. Đây gọi là năm tướng.